Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc hatchback hạng nhỏ quý vị và các bạn nha. Đó chính là chiếc xe Suzuki Swift ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đăng ký từ cuối năm 2016. Chiếc xe này sau 6 năm thì chiếc xe này đã lăn bánh được hơn 5 vạn km rồi quý vị các bạn nha. Và chiếc xe này còn rất là mới, rất là đẹp. Tại sao lại còn rất là mới, rất là đẹp thì thưa với quý vị các bạn, ở chiếc xe Suzuki Swift này nó cũng là cái thuộc phân khúc nhỏ, gần như là chiếc xe này chỉ có chạy ở trong nội đô thôi, để dành cho chị em phụ nữ hoặc là anh em đi làm công sở, đi làm với quãng đường rất là ngắn thì người ta sẽ chọn những chiếc xe này. Cho nên là chiếc xe này còn rất là đẹp, đẹp và nguyên bản và zin từ cái dàn cái ghế nỉ, cái bộ ghế nỉ còn nguyên bản cơ quý bạn ạ, còn rất là đẹp. Và cái dàn lốp này thì chủ xe cũng đã vừa mới thay lên một cái dàn lốp mới xong. Dàn lốp đầu tiên của xe vừa mới do thời gian sử dụng nó dài, từ 2016 đến bây giờ là hết hạn sử dụng của cái lốp, cho nên là chủ xe đã thay lên một cái dàn lốp mới rồi, còn rất là đẹp quý vị các bạn nhá. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe Suzuki Swift 2016 này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, tất cả còn nguyên bản ạ. Chúng tôi có thể cam kết bằng văn bản luôn ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 389 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Quý vị các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe thì đã được nhận ngay chiếc xe này về sử dụng rồi. Vì vậy quý vị các bạn mà đang quan tâm đến chiếc xe Suzuki Swift 2016 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Suzuki Swift 2016 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, một chủ từ đầu này ạ. Mời quý vị và các bạn.
Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nội thất và phần động cơ của chiếc xe Suzuki Swift 2016 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, chạy hơn 5 vạn km với một chủ từ đầu quý bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 389 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Như vậy là quý vị các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể trả góp trong vòng 3 năm quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Suzuki Swift 2016 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, một chủ từ đầu, lăn bánh hơn 5 vạn km này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Suzuki Swift này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Mm-hmm.